Cảm ơn mọi người ngày hôm nay nhá. Đây sẽ là những khoảnh khắc mà phải không bao giờ quên được. Lần hai em biết không? Nhưng có lần hai sao? Chà ơi. Đây. Cảm ơn mọi người, anh Trung. Ok. Chào anh Hùng nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình đây, 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 giới thiệu lại. Ngày mai nó không còn tự do nữa đâu anh ơi. Ngày mai nó không đang tí nữa đi lên xe đỏ luôn nhá. Cả Tuấn, Tuấn Anh nữa. Đây nhìn vào đây chỗ nào. Nhìn vào đây nào. Chào bà con nhá. Chào 500 anh em nhá. Cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Chào 500 anh em nhá. Nhưng mà hôm nay không cần tin rồi. Thôi chưa cần tin được. Rượu sợ lắm. Em chịu rồi. Sân khách chịu. Quan trọng tiền năm hạnh phúc. Tuyên. Nói đi đi. Nói gì anh? Nói đi. Bác Tiến. Chúc mừng hạnh phúc. Khánh. Nói em đi. Yêu anh. Anh cũng yêu em. Vũ. Chúc mừng anh hạnh phúc nha. Chúc mừng anh hạnh phúc. Anh Lâm Diêu. Đây. Anh Đạt. Diêu. Mạnh Lê. Chúc mừng anh Phúc Hùng nhá. Hoàng. Con nha, chào mọi người nhá. Và đây là Phong. Em chào rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Này, nói gì đi. Chúc mừng anh nhá, của anh trai. Hạnh phúc nhanh nhé. Ta tình cảm quá đấy, quay anh em này. Quay của em, quay của em. Chụp luôn kiểu quay một chụp, bấm cái nút đỏ ấy, bốn nút trắng ấy, không phải nút đỏ đâu. Đấy. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Đẹp trai quá. Chuyên với lại hàng đâu nhỉ, hàng đâu? Hàng ơi, hàng ơi. Hàng đâu ấy, chuyên với hàng đâu ấy. Chú này đây 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 cả, đây là đứng bốn người được không cả phò thì chú bốn trắng nè, bốn trắng nè, qua đây, qua đây, qua đây. Cảm ơn mọi người. Chụp rồi đây, vào đây chụp rồi. À chụp hai cái rồi. Không cần tạo hình nữa. Em chào bằng khen. Đầu phát đi đây là xong rồi. Này cho chụp với chị Hà phải không? Quay chụp bấm nút trắng nhá. Chị Sen. Các bạn đi, các bạn rồi. Đây. Rồi, chị xem. Đây, rồi. Ok. Rồi, cảm ơn. Đây, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn, có gì cảm ơn. Nói thật với Hùng ạ, là hôm nay tôi phải trốn về. Ừ. Tôi thật á, nhưng mà tôi quay về đây quá. Đám cưới là không gặp, không gặp, mời cứ mời, tao lỗi. Nên là lúc sau là bỏ rồi, quay đây bỏ rồi. Lúc sau là anh em có gì cứ ấy nhá. Chỉ về đi có gì hay là gì cái cứ ấy thôi. Tao rảnh tao không phải trực, tao đi ngay thôi. À từ từ. Thôi nói gì đi ngay. Trước mình thoải mái. Mình rất là thoải mái thôi, không có vấn đề gì. Tao hơi buồn á. Buồn gì, có buồn cái mẹ tao đi mà. Tao biết, tao biết rồi. Ngày xưa mẹ tao học cùng bố đi. Bỏ hôm nay chúc mình gì nhỉ? Thôi chúc hai bạn cho này phúc thôi. Con trai. Không chúc bạn con trai. Bây giờ con nhá. Con trai nhá. Con gái với là hợp lý. Đúng rồi, anh mà thứ hai nhá, thằng một trai một gái. Là chuẩn.
Sao không? Con gái cô rất thật đấy, nhưng mà có con trai tí cho nó vui. Đây. Đúng không? Cảm ơn bầu. Không, bởi vì là con gái biết rồi. Con gái nha, bố với mẹ rất là thương con gái, chắc chắn luôn, thương hơn nhiều con trai, chắc chắn luôn. Nên là ông phải có một con gái mới biết được thương hay không. Chứ còn con trai thì thôi kệ, thoải mái thì đúng không? Ảnh gì? Bao giờ có ảnh nghe ảnh chụp ấy. Đợi đợi khi họ gửi xong mình sẽ em sẽ gửi lại. Bao giờ? Chưa biết được. Đây, em quay chứ ha. Chào nhá. Chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Viên mãn nhá. Ok. Nhìn thấy trời ơi, nhìn thấy rồi. Nhìn thấy tự ấm nó. Cái người này quá phải gọi là đất nửa anh hùng. Bây giờ đang cưa sừng nãy ông đang biết rồi. Thực hiện là coi đất nửa Hàm Rồng đúng là coi người anh hùng của quê hương. Chú ơi, chú ơi, con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn đơn tay. Quay cửa nó hồn nách. Không. Tắt quay đi rồi mà chúc anh em mẹ đi. Live stream nhiều lắm gì. Người xem không tăng được cái gì đâu. Vào đây không dám quay chạy. Không, chú ạ. Các bạn ơi, ở dịa vào ba chú người á. Đúng rồi. Vào đây Thành Thành á, vào gặp cháu. Vào đây không dám quay chạy. Tạm biệt nha, tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Đây là nằm giữa hai dòng sông. Cháu ông bà đấy, ông bà. Con thì dạy ít mà cháu già thì dạy cho cháu nhiều nhá. Dạ, 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 cảm ơn. Vâng, cái là tuyệt vời lắm rồi. Hôm nay là gia đình cái gì cũng đẹp, cái gì cũng xuân sẻ. Vâng. Bố về đây. Vâng, con chào bố. Xem mình, xem đó xem mình. À đúng rồi, quên. Chúc mừng hạnh phúc. Nói đi, nói đi. Chúc mừng sinh mẫu gì? Hùng Gian. Chúc mừng tối giữ mình nhá. Chúc mừng hạnh phúc em trai nha. Chúc anh mà hạnh phúc. Mà các cụ đã nói một câu này, không biết ở nước ngoài. Bà ơi, bà nói gì đi. À. Bà chúc mừng cháu đi. Bà chúc mừng cháu là coi như thế là đầu năm thì là cuối năm thì là có thằng cò. Dạ. Thế mà hôm nào lên Hà Nội là ấy thì. Cuối năm cho bà cháu lại về. Nhá. Cuối năm bà cháu lại về. Mới bảo nó cho là nói thế nhá. Dạ. Nó đặt cho gái cho mày chết đấy. Dạ. Nó đặt cho gái cho mày chết. Chúc anh gì đi? Chúc anh hạnh phúc nhá, sớm sinh quý tử nhá. Này đừng có bắt nạt chị em nhá, chị em tính như thế rồi biết rồi thì đừng có bắt nạt chị em nhá. Đừng đây. Có tính lên nhá. Rồi. Chúc anh gì nhỉ? Cháu. Con gái Hiền nó rất tình cảm đấy, rất yêu quý và rất là coi là trung thủy. Thế nhưng mà nó đánh giá lại cực kỳ. Nhá. Đây. Chào anh em. Hoàn đâu nhở? Hoàn. Đó đây rồi. O đâu? Quá đâu? O đâu? O đâu? Cả đăng nữa. Về nhá. Cảm ơn Giáp ngày hôm nay. Chúc hai vợ chồng anh luôn hạnh phúc. Cảm ơn. Giáp rồi vợ chồng anh em chơi sao nhá? Lên xe kia. Anh em vợ chồng đang chơi sao nhá? Lên đây. Nhớ nhá. Nghe chưa? Về nhá. Rồi. Về luôn, con lên công ty về luôn. Vâng, xe lên, để đây, con lên, bố bóc về lên. Hi. Đó, con đây nào. Chào bảo. Cảm ơn cô Hoàn. Cảm ơn Ken. Chờ tí, o đang đi lên đấy, bác Tài ơi. Thôi nhưng mà cái đây là rừng ná. Là con trai của chị Hùng thì mong sao là cố gắng nghèo khổ của nhau. Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay. Lên đường dãy nào, cảm ơn. Lên đường dãy nào, Vũ này, mong sao bạn đẹp, anh Dung này.
Chúc mừng Phong nha. Chúc anh hạnh phúc nha. Cái Tiến này, bác Trọng này, like và share nhá. Tuyến, anh Hưng này, Hoàn Ken này. Chào bác đi. Đâu? Tin, chào Tin. Hoa. Đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Hoàng. Không. Này, hai đứa tí nó về nhá. Bạn đã hết rồi, có hai người thôi, có hai người thôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh Lê. Ngày hôm nay hát rất hay. Mạnh đâu? Nguyên với lại Thằng Âu Thắng này, dẫn đoàn về này. Mọi người, chào em đâu? Bán tiếp rượu. Bán tiếp rượu. Anh Trung. Chào em. Không. Cảm ơn anh Trung. Aqua, Aqua thế này mới là tuyệt vời. Ông ơi, bố mất tay và chị Sen, con này xếp một đầu tiên. Chị Sen với lại chị đúng không? Hàng công chúa. Không phải công chúa không? Nhưng mà ngôi sao băng. Chị gái quốc dân. Chưa chén em. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye. Cảm ơn bác Tài ngày hôm nay. O Tình lên chưa? Cảm biết O Tình. Quay vào đây. Rồi. Bố ơi, xuống đi bố ơi.